Vâng, xin cảm ơn trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh. Thế thì để mà nói về ung thư phổi, tôi xin lược qua một chút một vài yếu tố nguyên nhân gây ung thư. Thì như mọi người cũng biết, ung thư nguyên nhân ung thư chủ yếu gồm hai nguyên nhân: một là yếu tố mắc phải, hai là do yếu tố di truyền. Yếu tố mắc phải chiếm đến 80%, yếu tố di truyền chiếm đến 20%. Đối với ung thư phổi nói riêng và các ung thư nói chung, thì đối với mắc phải, đối với ung thư phổi thì 80% đến 90% là do thuốc lá. Thế thì nguyên nhân tại sao thuốc lá lại gây ra ung thư phổi? Thì như các bạn biết, trong thuốc lá có những chất như những chất hydrocarbon thơm, đặc biệt là 3,4-benzopyrene. Đấy là những cái carbon thơm nhiều vòng gây ung thư. Thì mọi người hay lầm tưởng nicotine trong thuốc lá gây ung thư. Tuy nhiên, nicotine chỉ là chất gây nghiện, và các cái hóa chất hydrocarbon thơm mới là nguy cơ gây ung thư. Và người ta cũng thống kê được cho thấy 90% bệnh nhân ung thư nam giới liên quan đến thuốc lá. Đối với nữ giới, ung thư phổi thì chiếm đến 50-80% liên quan đến thuốc lá thụ động hoặc chủ động. Và ngoài ra, thuốc lá còn gây ra những ung thư khác ngoài ung thư phổi, đó là ung thư hạ họng, thanh quản, vòm chiếm đến 75% và ung thư bàng quang chiếm 5%. Thế thì ngoài yếu tố mắc phải là thuốc lá, còn có yếu tố khác, ví dụ như các khu công nghiệp liên quan đến khí hậu, liên quan đến môi trường sống, liên quan đến các cái chất cơ bản như arsen, tức là thạch tín, liên quan đến nickel hoặc chrome, rồi thì liên quan đến các cái bụi amiang, các cô chú đang công tác trong làm các cái bụi amiang, hoặc là các khu công nghiệp, bụi công nghiệp. Thì ngoài ra còn có những yếu tố khác liên quan đến ung thư phổi, đó là di truyền, đó là do gen. Ví dụ như các gen P53 gây các ung thư, trong đó có ung thư phổi. Ví dụ như đột biến các gen EGFA gây ung thư tuyến ở phụ nữ mà không hút thuốc lá, hoặc những đột biến các gen khác mà liên quan đến ung thư. Thì chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn và giới thiệu các nguyên nhân gây ung thư phổi. Như vậy thì cái vấn đề mà không hút thuốc lá cũng có thể gây ung thư phổi là đúng, và nếu hút thuốc lá thì nguy cơ cao sẽ dẫn đến ung thư phổi. Xin cảm ơn.